câu lạc bộ mới của Messi sau khi chính thức chia tay Barcelona. Barcelona chính thức không đạt thỏa thuận ký hợp đồng mới với Lionel Messi và tuyên bố đường ai nấy đi. Rạng sáng nay, mùng 6 tháng 8, truyền thông quốc tế đồng loạt thông tin gây sốc. Lionel Messi và Barcelona đã không đạt thỏa thuận về bản hợp đồng mới và cả hai bên chính thức chia tay. Thông tin chấn động này được chính Barcelona công bố và được truyền thông dẫn lại. Mùa hè năm ngoái, siêu sao 34 tuổi người Argentina muốn rời Nou Camp nhưng sau tất cả, Messi chấp nhận ở lại Barca đến hết hợp đồng. Hiện Messi đã kết thúc hợp đồng với Barca và trở thành cầu thủ tự do từ ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên, với sự xúc tiến của chủ tịch mới Joao Laporta, mọi thông tin cho thấy Messi chấp nhận giảm 50% lương và ký hợp đồng mới 5 năm với Barca. Bây giờ, mọi thứ bất ngờ xoay chuyển. Thông báo của Barcelona nêu rõ, mặc dù Barcelona đã đạt thỏa thuận với Messi và ý định rõ ràng của hai bên là ký hợp đồng trong hôm nay, nhưng nó không thể được cụ thể hóa vì trở ngại về kinh tế và cơ cấu, quy định của La Liga. Với tình hình này, Lionel Messi sẽ không thể tiếp tục chơi cho Barcelona. Cả hai bên đều vô cùng tiếc nuối khi mong muốn của cầu thủ và câu lạc bộ cuối cùng không thể thực hiện được. Barca xin cảm ơn những đóng góp của Messi cho câu lạc bộ. Chúc Messi những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống riêng và trong sự nghiệp. Barcelona hiện ngập trong nợ nần với khoản nợ lên đến trên 1 tỷ euro. Cơ cấu lương của Barca hiện đã vượt mức trần theo quy định công bằng tài chính của La Liga. Dù Barca cố gắng xử lý nhưng không thành công. Đó là lý do chính họ không thể ký hợp đồng mới và giữ Messi ở lại. Ngay cả những tân binh như Sergio Aguero, Memphis Depay hay Garcia vẫn chưa thể đăng ký chơi ở La Liga. Vẫn còn một cách là BTC La Liga phá rào nới lỏng luật cho Barca nhưng điều này khó xảy ra. Tin tức ban đầu được đưa ra vào tối qua. Theo tiết lộ của kênh giờ AC1 của xứ Catalan, tình hình của Messi tại Barca là không thể cứu vãn. Sau đó Barca đưa ra thông báo trên. Cũng theo giờ AC1, Messi là người muốn rời Barca hơn bao giờ hết và anh không thích đội hình hiện tại của Barca. Messi được cho là đã truyền đạt ý kiến này với Barca vào ngày thứ Tư sau khi anh trở lại thành phố Barcelona sau kỳ nghỉ hè với gia đình. Tuy nhiên, khi tin tức trên bắt đầu bùng phát mạnh, cha của Lionel Messi và cũng là người đại diện của anh, ông Jorge Messi đã công khai lên tiếng gọi báo cáo đó là giả dối. Báo cáo từ Tây Ban Nha cho biết thêm, cuộc họp trên bàn ăn đã diễn ra vào thứ Năm giữa lãnh đạo Barca, cha của Messi cùng với những người đại diện khác. Cuộc họp này đã không đạt được giải pháp khả thi. Kể từ đó, cha của Messi thừa nhận dù có trở ngại nhưng hai bên vẫn tiếp tục đàm phán. Messi được liên kết với Manchester City và PSG. Tuy nhiên, với việc Man City vừa mua Jack Grealish giá tới 100 triệu bảng Anh, đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola khó có khả năng đáp ứng tài chính cho Messi. Diễn biến Barca và Messi đường ai nấy đi xảy ra chỉ vài ngày sau khi Messi gặp đồng đội cũ Neymar, người đang chơi cho PSG. Neymar từng rời Barca đến PSG vào năm 2017 với giá kỷ lục thế giới đến tận bây giờ. PSG đã bỏ ra số tiền 198 triệu bảng Anh phá hợp đồng của Neymar tại Barca. Hôm thứ Tư, Neymar đã đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội cho thấy anh đứng cùng Messi và ba cầu thủ PSG là Angelzi, Maria, Leo Paredes và Marco Verratti. Bây giờ hình ảnh này trở nên gây sốt khi nhiều người hâm mộ cho rằng Messi sẽ đến PSG.